ăn gan voi. Hôm nay kiếm được vật này lạ quá, mình chưa nhìn thấy bao giờ, không biết ăn có ngon không nhỉ? Trời, lão hổ, mau chạy thôi! Không được, mình mà chạy kiểu gì nó cũng đuổi theo, mà sức mình làm sao chạy thắng được hổ? Làm thế nào bây giờ? Nó sẽ ăn thịt mình mất, hy vọng là nó không nhìn thấy mình. Ồ, một con rùa! Chết rồi, nó đã nhìn thấy mình, phải làm sao đi? Con rùa kia! Chào anh hổ! Hơ, mày giỏi nhỉ? Nhìn thấy ta không sợ hay sao mà còn tươi cười thế? Tại tôi vừa ăn no quá, còn một miếng này không biết giải quyết ra sao. Thấy anh đến, định mời ăn cho đỡ phí. Cái gì vậy? Trông lạ thế. Hay quá, nó không biết vật này là cái gì. À, gan voi ấy mà. Hả? Gan voi? Mày không đùa đấy chứ? Anh không tin hả? Nhìn kỹ coi. Cái gì mà trông lạ thế này? Đen xì ly. Thì gan voi mà, đâu phải ai cũng được nhìn thấy. Gan voi mà bé tí thế à? Mày định lừa ai hả nhóc con? Ấy, tôi lừa anh làm gì? Đúng là nó rất to, tôi ăn mãi còn mỗi một miếng thế này. Thế theo anh, nó không phải là gan thì là cái gì? Ta chưa nhìn thấy gan voi bao giờ nên cũng không biết. Nhưng đúng là vật này rất lạ, không giống với gan các con vật khác. Nhưng mày lấy đâu ra miếng gan voi này? Thì từ trong người con voi chứ sao. Tôi có sở thích ăn gan, giết con nào là tôi moi gan ăn chứ không ăn cả người. Cái gì? Giết voi à? Mày giết á? Tại nó láo quá, định xong đến giẫm nát tôi nên tôi mới xử. Chứ bình thường tôi hiền khô, có làm hại đến ai bao giờ đâu. Cái con rùa bé tí này mà giết được cả voi à? Có tin được không đi? Mình đang định ăn thịt nó, nhưng nhỡ nó moi gan mình thì sao đây? Mày bốc phét quá rồi đấy. Vừa bé lại chậm chạp thế, làm sao giết được voi? Ta không tin đâu. Thì gan nó đấy, tôi có nói dối đâu. Xác nó vẫn còn nằm ở bờ sông kia kìa. Anh không tin thì theo tôi chỉ cho. Hả? Cái gì? Có xác thật sao? Đâu? Mau đưa ta tới xem. Tới nơi chưa? Có phải bờ sông này không? Tới rồi. Đâu? Đâu? Xác voi đâu? Dưới kia kìa. To thế mà anh không nhìn thấy sao? Đâu? Sao ta vẫn chưa nhìn thấy? Ông anh cứ ở trên bờ mà tìm xác voi nhé. Hả? Mày... Thì ra mày lừa tao à? Cảm ơn anh đã đưa tôi về đến nhà. Tặng anh miếng gan voi làm từ mộc nhĩ đấy. Lên đi! Lên đi cho ta! Ngu quá đi mất! To đầu thế này còn bị nó lừa! Trời ơi là trời! Mối tình sông Nin. Ngày xưa, ngày xưa, dưới khu rừng Bạch Dương nọ, có hai vợ chồng người thợ săn sống rất yêu thương nhau. Sau biết bao lâu mong mỏi, đợi chờ, cuối cùng cũng chuẩn bị sắp đến ngày người vợ hạ sinh. Em yêu, mùa đông sắp đến rồi, em ở nhà cố gắng ăn uống. Anh vào rừng săn bắn mấy hôm, dự trữ một chút thức ăn, phòng khi một thời gian nữa em sinh con rồi, anh không thể đi săn được. Em nhớ rồi mà, rừng sâu nước độc, anh nhớ về sớm nha. Em đã chuẩn bị một ít bánh, đói anh lấy ra ăn nha. Ừ, anh đi đây. Trong khi người chồng chưa về, người vợ ở nhà đã hạ sinh một cậu con trai. Anh à, anh mau về mà xem con của chúng ta này. Ôi, thằng bé sao giống bố như thế chứ. Sao bấy nhiêu ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Có bao giờ anh đi lâu như thế này đâu cơ chứ.
nhiều năm sau. Mẹ ơi, mẹ là đang nhớ cha sao? Mẹ à, mẹ đừng buồn rầu mà hại sức khỏe của mình. Con đã chuẩn bị cung tên cả rồi, ngày mai con xin phép mẹ đi tìm cha ạ. Là tiếng con chim gì mà nghe thảm thiết thế chứ? Tội ơn anh, tôi có thể giúp được gì cho anh không? Người không thể giúp được gì cho ta đâu. Ta đi tìm cha của ta, một người thợ săn đã mất tích hơn 20 năm. Mẹ ta nói cha có một vết sẹo lớn trên trán. Ấy, thế thì tôi lại giúp được cho anh đấy chứ. Nếu như cha anh là thợ săn thì chắc chắn khi đi vào sâu trong rừng này, cha anh đã bị bắt đến thung lũng hoa của mụ phù thủy rồi. Hả? Thung lũng hoa của mụ phù thủy ư? Anh nghe cho rõ nè, nơi đó là một thung lũng hoa rất rộng, được mụ phù thủy phù phép. Khi bước chân tới đó, hương hoa đưa lại sẽ khiến anh lập tức chìm vào cơn buồn ngủ mê mệt, và mụ ta sẽ hãm hại anh. Bởi vậy, anh phải làm thế nào để giữ mình luôn tỉnh táo? Nếu vậy ta sẽ mang theo những viên đá sắc nhọn này. Mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, ta sẽ dùng chúng đâm vào tai của mình để tỉnh táo hơn. Điều đó sẽ khiến anh bị tổn thương mất thôi. Không nghe và không nhìn, nhất định không được nghe và không được nhìn, cô sẽ chẳng thể quyến rũ được ta đâu. Lần đầu tiên có một người không say mê sắc đẹp và tiếng đàn của ta, thật là đáng nể phục. Anh là ai? Đến đây để làm gì? Ta là ai không quan trọng đâu. Ta muốn tìm cha của mình. Chắc chắn là cô có biết người đàn ông có một vết sẹo lớn trên trán, đúng vậy không? Khi trời sáng, hương hoa sẽ khiến anh buồn ngủ, và phù thủy sẽ biến anh thành hoa hoặc bùn đất, giống như những bông hoa và bùn đất ở đây. Cha anh đã biến thành hoa rồi đó. Vậy thì làm thế nào để tôi có thể khống chế được phép thuật của mụ phù thủy chứ? Vùng đất ma thuật này được trấn yểm bởi một dải lụa vàng. Chỉ khi nào anh khống chế được dải lụa thì phép thuật của bà phù thủy sẽ mất tác dụng. Nhưng từ trước tới nay chưa ai biết làm thế nào để dải lụa vàng này biến mất cả. Kẻ nào đã nộp mạng cho ta? Không được ngủ, phải cứu cha ta. Cha, hãy đợi con. Con sẽ cứu cha. Xin hãy cho con sự tỉnh táo đi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Máu, máu. Người đã dám dùng máu của mình để khống chế giải lộ phép thuật của ta sao? Dừng lại ngay. Ta đã nói rồi, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Dừng lại ngay. Tỉnh lại rồi, cuối cùng thì anh ấy cũng đã tỉnh lại rồi. Ông có phải là chủ nhân của ngôi nhà gỗ dưới tán Bạch Dương không? Trời ơi, là con trai của cha ư? Là cha đây con. Nhưng mắt của cha làm sao thế này? Mụ phù thủy đã dùng ánh sáng của dải lụa khiến cho tất cả những người thợ săn đều bị mù. Chàng chỉ cần lấy tro của dải lụa bôi lên mắt là mọi người sẽ hết mù ngay. Ôi, chúng ta đã được trở lại rồi. Cảm ơn chàng trai, cảm ơn trời đất. Con trai của ta, ơn trời, cuối cùng ta đã được nhìn thấy con trai của mình rồi. Cha ơi, con đến đón cha về với mẹ con đây. Cha ơi, con đã để cha phải cực khổ rồi. Cảm ơn em đã giúp cho cha con ta. Nếu không có em, chúng ta cũng không thể đoàn tụ được như thế này đâu. Em có muốn thoát khỏi nơi này cùng với ta không? Bao nhiêu năm nay,
em bị mẹ nuôi điều khiển, lợi dụng sắc đẹp và tiếng hát để làm điều ác như vậy cũng đã quá đủ rồi. Em đã từng vô cùng đau khổ khi bị nguyền rủa, em cũng khao khát được yêu thương giống như bao nhiêu người con gái khác. Vậy thì chúng ta về nhà thôi. Bằng sự hiếu thảo và sức mạnh của mình, chàng trai Ulugen đã giải thoát được cho cha và tất cả những người thợ săn bị phù phép tại thung lũng hoa. Họ cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Thung lũng hoa. Ngày xưa, ở đất nước Pháp, có một vị bá tước đầy uy quyền và giàu có, sở hữu một trang trại vô cùng rộng lớn. Xem kìa, đó chẳng phải là anh Fares sao? Con trai bá tước đó hả? Chàng vừa thông minh lại giỏi giang, thật đáng ngưỡng mộ mà. Này lão quản gia, cô gái kia là người làm mới ư? Dạ vâng thưa cậu chủ, đó là vị Oleta, người làm vườn mới đến hôm nay đấy. Này, Violetta, con không mau chào cậu chủ đi. Ôi, tôi thật vô ý. Không sao, cô đứng dậy đi, không có chuyện gì đâu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, sắc đẹp của nàng đã khiến cho chàng trai rung động. Violetta cũng không khỏi xao xuyến trước vẻ điển trai của chàng Alvarez. Vượt qua khoảng cách tầng lớp, hai người đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt và đắm say. Con bị điên rồi hay sao mà lại đi yêu một đứa con gái mang thân phận thấp hèn như vậy hả? Nhưng thưa cha, tình yêu đâu phân biệt tầng lớp. Trời ơi, con đã bị con bé đó làm cho ngu muội đầu óc rồi. Hãy chấm dứt ngay với nó khi cha còn nói tử tế. Em và chàng thuộc hai tầng lớp khác nhau nên khó lòng mà đến được với nhau. Chỉ bằng hai ta chia tay đi thì hơn. Kìa, Violetta, chuyện chúng ta yêu nhau có gì là sai trái đâu cơ chứ? Nhưng mà... Hãy tin ở ta, nhất định ta sẽ thuyết phục được bố mẹ để hai chúng ta có thể ở bên nhau. Anh và Thế còn đang làm cái trò gì thế? Lão quản gia đâu? Hãy mau lôi cậu chủ về phòng, khóa lại cho ta. Kìa cha, xin cha hãy bình tĩnh nghe con nói. Mẹ à, con yêu Violetta thật lòng mà, con muốn được lấy cô ấy. Dù vợ chồng bá tước đa sức ngăn cản, anh Fares và Violetta vẫn bí mật hẹn hò. Bây giờ nếu còn nghe ta, chịu khó lên Paris học tập khổ luyện thành tài, sau 5 năm quay lại, ta sẽ cho con cưới Violetta. Vâng, con xin được nghe theo lời cha. Nghe theo lời cha, Alvarez chia tay Violetta để lên Paris, hứa hẹn ngày trở về sẽ lấy nàng làm vợ. Đã nửa năm rồi mà vẫn không thấy tin của chàng. Hay là nơi phồn hoa đô hội, chàng đã quên mất một cô bé làm vườn như mình rồi. Hả? Violetta con ơi, mẹ nghe ông bà chủ nói Cậu chủ sắp đính hôn với con gái nam tước. Hả? Mẹ nói gì chứ? Cậu chủ sắp đính hôn ư? Anh Fares, chàng đã quên lời hẹn ước với ta rồi sao? Trời ơi, Violetta, con làm sao thế này? Tỉnh lại đi mà, Violetta ơi! Sau hôm ấy, Violetta trở nên lặng lẽ như một chiếc bóng vô hồn. Một đêm mưa to gió lớn, bá tước đuổi nàng ra khỏi lâu đài. 5 năm sau, Violetta ơi, ta đã về với nàng rồi đây. Này lão quản gia, sao ta tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Violetta đâu hết? Con còn dám nhắc đến đứa con gái xấu xa đó nữa hả?
sao mẹ lại nói nàng như vậy? Ngay sau khi con vừa ra đi, con bé đó đã qua lại với một người đàn ông đã có vợ. Sau khi bị mọi người phát hiện vì quá xấu hổ, nó đã cùng gia đình dọn đến nơi khác sống rồi. Hãy quên con bé đó đi, rồi ta sẽ giới thiệu cho con những cô con gái con nhà quý tộc xứng đáng với địa vị của con. Không, con không muốn. Khi Alvarez tìm đến chỗ người làm vườn Andrei, chàng được nghe kể lại câu chuyện đáng thương của nàng Violetta bất hạnh. Thì ra, trong 5 năm, ông bà bá tước đã không đưa bất cứ một bức thư nào của Alvarez cho Violetta. Oán hận cha mẹ đã đối xử tệ bạc với nàng, Alvarez bỏ nhà ra đi. Chàng đi khắp nước Pháp dò hỏi tin tức về nàng, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trải qua bao tháng ngày tìm kiếm trong vô vọng, đến một ngày nọ, sức cùng lực kiệt, chàng đổ bệnh. Một ngày nọ, có cậu bé tự xưng là em trai của Violetta tìm đến, xin được gặp Alvarez. Gia đình em hiện giờ sống ra sao? Chị Violetta có khỏe không? Mẹ em đã qua đời vì bạo bệnh, giờ tới lượt chị Violetta. Hả? Violetta bị làm sao? Ngay lập tức, Alvarez bảo cậu bé đưa mình tới chỗ Violetta. Violetta, là ta đây. Alvarez của nàng đi. Alvarez. Alvarez. Kìa, Violetta, nàng làm sao thế này? Violetta, sao nàng đã bỏ ta mà đi thế này chứ? Violetta. Chính các người đã giết Violetta. Chính các người đã khiến nàng ta ra nông nổi đây. Anh Alvarez con à, con làm sao thế này? Quá đau khổ trước sự ra đi của Violetta, chàng trai ngày nào cũng tới mộ nàng than khóc. Rồi một ngày mùa đông giá rét, chàng trút hơi thở cuối cùng. Đúng như di nguyện để lại, chàng được chôn chung cùng nàng. Một buổi sáng thức dậy, trên mộ hai người xuất hiện một nhành hoa màu tím dịu dàng lay nhẹ trong gió, tiếc thương cho người con gái bạc mệnh cùng mối tình ngang trái thủy chung ấy. Người ta đặt tên cho loài hoa ấy là Violet. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.